Doraemon là bộ truyện tranh kinh điển đã gắn liền với tuổi thơ biết bao nhiêu thế hệ. Những câu chuyện trong đó xoay quanh cuộc sống của chú mèo máy đến từ tương lai, Doraemon, Nobita và những người bạn. Đốn tim độc giả suốt bao năm qua, thế nhưng đằng sau những trang truyện tranh ấy luôn chứa đựng nhiều điều bí ẩn khiến biết bao người tò mò. Ngoài năm cái tên quen thuộc là Doraemon, Nobita, Suka, Seiko và Chien, bộ truyện tranh Doraemon còn có một hệ thống nhân vật vô cùng phong phú và độc đáo. Hãy cùng Taka tiếp tục khám phá những điều chưa biết về bộ truyện tranh kinh điển này nhé. Loạt bí mật về các nhân vật trong Doraemon. Bố của Chien từng khóc và phạt con trai tàn lận. Trong Doraemon có hệ thống nhân vật phụ vô cùng phong phú, thậm chí có nhân vật chỉ được phân biệt nhiều vai vế hay một số đặc điểm riêng. Như nhân vật người cha của Chien là một ví dụ. Đến nay chưa một thông tin nào tiết lộ tên người đàn ông này. Độc giả chỉ biết ông sinh năm 1935, có họ là Goda và thường xuyên đi làm xa nhà. Ông Goda có sức khỏe tốt, điều này Chien đã được thừa hưởng. Không chỉ vậy, ở tập 4 của bộ truyện, bố của Chien còn từng đấu đá với bố Nobita là ông Nobi. Thế nhưng không thể giành chiến thắng do sự can thiệp từ bảo bối của Doraemon. Thêm nữa, ông Goda còn là một người cha chính trực bởi ông từng khóc và phạt khi biết con trai gian lận để được 100 điểm. Ngoài ra, theo một số ý kiến, bố của Chien luôn cho con trai tiền tiêu vặt bởi ông ít khi xuất hiện. Bố của Suka. Không chỉ có bố của Chien, mà nhân vật bố của Suka cũng là một bí ẩn trong truyện tranh Doraemon. Bố của Suka tên đầy đủ là Yoshio Minamoto. Điều khiến độc giả chú ý là ngoại hình của ông mỗi khi xuất hiện. Bởi có khi ông Minamoto trông rất là béo tốt, nhưng lúc lại gầy gò và để râu. Và dáng vẻ khi về già cũng có sự khác biệt rất là lớn. Nhiều người đùa rằng bố Suka thật biến hóa vì không biết đâu mới là chân thân của ông. Người mẹ mê kim cương của Seiko. Trong chuyện thì mẹ Seiko tên là Tsunekichi Honekawa, được tạo hình với mái tóc hơi xoăn, có màu nhọn như chồng một con trai. Bà mẹ này luôn có mong muốn Seiko sẽ trở thành một nhà bác học vĩ đại, thế nhưng bà lại nuông chiều con quá mức. Đặc biệt là mẹ Seiko đam mê bất tận với những trang sức bằng kim cương. Tính cách của cô nàng thì đồng điệu với thành viên gia đình, đều thích khoe khoang và ưa nịnh. Mặc dù nhà Seiko được xếp vào hạng khá giả, nhưng Honekawa rất là hà tiện. Mỗi khi đi du lịch sẽ thuê chỗ rẻ nhất. Đôi mắt của mẹ Nobita. Những bậc phụ huynh trong truyện Doraemon hầu hết đều có một bí ẩn nào đó khiến người đọc vô cùng là tò mò. Và bí ẩn của bà Nobi Tamako, người mẹ Nobita, là một đôi mắt. Hình tượng khi còn trẻ của mẹ Nobita là người phụ nữ đôi mắt to, tròn, long lanh tuyệt đẹp, y hệt như mắt cô nàng Suka. Thế nhưng không biết vì lý do gì mà sau đó tác giả lại vẽ bà Nobi có đôi mắt díu lại, thậm chí là có phần hơi dị. Đây khi thì là một nam thần, đẹp trai, học giỏi, có gia thế khủng. Được biết là họ tên đầy đủ của Deki là Dekisugi Hidetoshi. Theo phiên hàm Việt, có thể dịch là xuất mộc anh tài, có nghĩa là người tài giỏi xuất chúng. Và cái tên đã nói lên tất cả. Trong tập truyện tranh, Deki luôn xuất hiện hình tượng con nhà người ta, luôn giành điểm tuyệt đối trong các bài thi, hiểu biết rộng, biết nấu ăn. Deki luôn luôn phấn đấu học tập và tin rằng mình sẽ trở thành nhà khoa học trong tương lai. Có thể thấy nếu như Deki giỏi bao nhiêu thì đối lập là Nobita lại lười biếng, học kém, vụng về và không ý chí bấy nhiêu. Cũng bởi sự xuất chúng của tài tử Deki rất xứng đôi Suka đã khiến anh chàng Nobita vô cùng là ghen tị và có những trò đùa thái quá. Tuy nhiên là trước hành động của Nobita, Deki chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở mà thôi. Thêm nữa, theo suy đoán nhiều người, gia thế Deki cũng phải thuộc hàng trăm anh thế phiệt, con nhà có máu mặt. Bởi trong khi nhóm bạn thân thiết của Nobita luôn phải hứng chịu âm thanh khủng khiếp từ tiếng hát của Chien, thì chỉ có Deki là chưa giờ bị bắt nạt hay là bị ép nghe hát. Ông tóc xoăn mỗi lần xuất hiện đều ăn mì tôm. Đọc Doraemon, thi thoảng ta sẽ thấy sự xuất hiện người đàn ông đeo kính, có mái tóc xoăn và đang ngồi ăn mì. Hình ảnh này lặp lại không chỉ một lần mà là rất nhiều lần, khi Doraemon và Nobita dùng trong chòng tre bay qua nhà hàng xóm. Thực tế thì đây là một nhân vật trong bộ truyện Tiểu Quỷ Quitaro của tác giả Futiko. Về thân thế thật, người này có tên là Koike, tuổi đời còn rất trẻ nhưng lại gương mặt khắc khổ. Anh sống cùng mẹ và em trai, bởi từng trường đại học nên không có tiền trang trải cuộc sống. Anh phải đeo tất rách và ngày ăn mì tôm để cầm cự. Ông hàng xóm số nhỏ thường xuyên bị bọn trẻ ném bóng vỡ kính. Một nhân vật phụ không để không nhắc tới là ông hàng xóm, người tốn kém nhất trong truyện Doraemon, vì phải thường xuyên thay cửa kính do bị tụi trẻ con ném bóng vào. Ông này tên là Kiminari, rất khó tính, thường xuất hiện với gương mặt nhăn nhó. Nhà ông ngay sát sân bóng chày mà nhóm bạn Nobita lùi tới.
mỗi khi có đứa ném bóng mạnh hay đứa nào chụp bóng trượt thì hầu hết hậu quả xảy ra đều làm vỡ kính nhà ông Caminari. Lúc này thì ông sẽ toáng lên, đứa nào đấy? Tuy nhiên dù ông muốn đuổi bắt đám trẻ nhưng khó mà tóm được ai khác ngoài cậu bé Nobita. Tuy vậy thì ông cũng vẫn vô cùng tốt bụng khi sẵn sàng thu thập cây cỏ mùa thu giúp cho Nobita. Và video đến đây thì lại hết rồi. Rất là thú vị đúng không nào? Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và subscribe để càng ngày thức đó xem những video mới nhất của mình. Chân thành cảm ơn anh em.